Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe mang thương hiệu Isuzu D-Max sản xuất năm 2017, số sàn 2 cầu máy dầu. Xe màu vàng cát biển Sài Gòn nhá. Đấy, toàn bộ xe thì bao zin cam kết đẹp cho quý anh chị này. Xe không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Toàn bộ xe thì không có phạt nguội. Với cái chiếc xe đời 2017 Isuzu thì quý anh chị biết rồi, thương hiệu Isuzu. Máy đi rất chi là bền, máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ lốp láp này đến la răng đúc này, các cái phần là cu lốp của chiếc xe nó khá là đều và đẹp. Đấy, xe được trang bị xi nhan trên gương, gương gập điện nhá. Kính đèn của chiếc xe thì đều dán phím cách nhiệt và đều là nguyên zin. Đăng kiểm xe đến tháng 4 năm 2024 này. Đấy. Các cái đồng gân xe nó căng và đẹp. Đấy. Toàn bộ các cái phần lốp này, yên tâm nhá, dày và sắt xi này. Sắt xi không mục mọt gì. Khung gầm của chiếc xe này rất là đẹp nhá. Đấy. Quay mộc mạc cho quý anh chị luôn. Từ các cái cản sau này, xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5 nhá. Đấy, xe cũng được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao. Toàn bộ là xe 2 cầu 4x4. Đấy. Isuzu D-Max có màn hình và có camera lùi gì nhá. Bác nào mà quan tâm một cái chiếc xe D-Max với phân khúc tầm tiền mà gần 400 triệu thôi, quý anh chị có thể sở hữu ngay được một chiếc xe đời cũng khá là cao và ổn định nhá. Đấy. Toàn bộ các cái phần đồng vỏ này, đèn hậu phía sau này, cản phía sau của chiếc xe này. Đấy, đều rất là đẹp và cam lùi này. Cản sau là mạ của inox này, toàn bộ các cái phần la răng là la răng đúc này. Đấy. Bật lên xuống này, tay nắm cánh cửa, kính đèn thì đều dán phím cách nhiệt, giá nóc này. Mà toàn bộ các cái phần đèn pha này, mặt ca lăng của chiếc xe này, đây, mặt đèn bi xi lông nhá, cabo này, sơn zin bóng đẹp, đấy. Đồng sơn căng và rất là mới, kính lái không dạn nứt gì, đấy. Ba đời sốc phía đầu này đến mặt ca lăng của chiếc xe này còn rất là đẹp và bên em Lợi cam kết không làm xe tai nạn, xe ngập nước nên là quý anh chị yên tâm, bao check, bao kiểm tra toàn quốc. Các bác có thể mang ra thợ hoặc là mang hãng kiểm tra. Và sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe, từ táp ly cánh cửa này, cột kèo của chiếc xe là bao zin. Đấy, nội thất ghế trước và ghế sau này, bên lái bên phụ đều rất là đẹp và mới nhé. Trần của chiếc xe là trần ý nguyên bản từ đầu, với cột kèo nhựa đều rất là sáng và đẹp. Đấy. Vô lăng củ số táp ly bàn thờ của chiếc xe đây. Đấy. Quý anh chị có thể nhìn thấy các cái táp ly cánh cửa này còn rất là đẹp nhé. Đây là cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ bậc lên xuống trải sàn da, ốc cột này, gioăng chống ồn đều rất là đẹp, không chảy rách gì. Cánh cửa phía trước này, bên phụ bậc lên xuống, ốc cột, tem mác cột này, zin hết nhé. Nội thất ghế này, xe được trang bị hai bóng khí phía trước này, đều zin. Từ các cái nhựa tay nắm này, ốc khóa đều nguyên bản hết này. Nội thất ghế da dày zin và số sàn 2 cầu điện nhé. Đấy, vô lăng củ số này đến bản đạp phanh ga. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc. Đây là các cái phần này, đinh bấm, đinh dập này, sàn thùng này. Đấy, thêm ốc này. Đấy. Và thêm các cái phần chỉ cốp sau này, nguyên zin nhé. Đấy. Bác nào mà biết xem keo chỉ thì khẳng định với quý anh chị là xe đẹp, bao zin cho quý anh chị nhé. Vâng,
Với cái chiếc Isuzu D-Max đời 2011 này thì 2017 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Táp ly cánh cửa này, bậc cột bên phụ bên lái đều rất là đẹp nhá. Kính của chiếc xe thì đều có số 6 theo năm sản xuất 2016. Xe sản xuất 2017 lắp kính 2016 là rất là chuẩn đấy quý anh chị này. Đấy, ốc cột tem mác cột bên lái này. Zin hết, thêm ghế chỉnh điện nhá. Đấy, vô lăng này. Gương gập điện này. Đấy, phiên bản đủ được trang bị ghế điện, gương gập điện nhá. Xin nhan trên gương. Đây là cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Tất cả khoang động cơ là bao zin này, tuyệt đối không đâm xô. Phần đầu ốc cabo là nguyên zin, chân đèn không bị gãy này, tem mác của hãng Isuzu đầy đủ hết. Đấy. Sơn nhựa đánh dấu của nhà máy còn nguyên. Tóm lại là cái chất máy thì quý anh chị yên tâm nhá, máy rất là đẹp này, máy không đâm xô gì. Tem mác xe nhập này, xe nhập Thái nguyên. Đấy, toàn bộ xe nhập Thái Lan nên là quý anh chị yên tâm, độ cách âm khá là tốt. Thân vỏ dày, đấy. Cổ bô cổ xả của chiếc xe đây, nó khá là sáng và mới nhé. Đấy. Đây là các cái ốc tai này, đến ốc cabo này, các cái phần chỉ cabo, tem mác cabo này đều zin hết. Đấy. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá, máy chạy rất là êm đấy quý anh chị nào, bác có thể nghe cái tiếng động cơ này. Máy nổ không có rung lắc gì. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Isuzu D-Max sản xuất năm 2017, số sàn 2 cầu, máy dầu màu vàng cát. Và anh chị em nào mà quan tâm đến các dòng xe bán tải thì liên hệ với em Lợi nha. Em Lợi còn rất nhiều xe bán tải để phục vụ quý anh chị, và bên em chỉ cam kết làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước nhá. Anh chị em bao test bao trách thoải mái nhá. Bác nào quan tâm thì alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Em Lợi xin chào, gặp lại quý vị các bạn.